Đây là cái giáo trình của thầy thạc sĩ Hồ Mậu Việt của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Thì cái phần này nó nói về phần trước thì mình nói về các bước để thiết kế mạch logic. Mạch logic là gì? Thì bây giờ chúng ta sang một phần mới, đó là nhật ký hôm nay sẽ sang học một cái bài mới, đó là bài thiết kế mạch số học. 2.3.1 là thiết kế bộ bán tổng. Bộ bán tổng là bộ HA, bộ bán tổng được thực hiện cộng hai số nhị phân một bit lại với nhau. Quy tắc mà chúng ta cộng ấy là không cộng không bằng không nhớ không, không cộng một bằng một nhớ không, một cộng không bằng một nhớ không, một cộng một bằng không nhớ một. Như vậy hai đầu vào là hai số nhị phân và đầu ra của nó là S là một phát tổng và C là một số số nhớ. Bản chân lý hoạt động của mạch sẽ được thể hiện trong phương trình logic sau. Đây. Như vậy hai cái vào là không không thì đầu ra là cũng không không, mà không một thì nó có nhớ không không một đấy, nó nhớ là không. À, S nó là cái gì? Nó chính là đâu, S nó là tổng của phép cộng, C là số nhớ. Như vậy thì không một là bằng bằng một, tổng là bằng một và kết quả là bằng nhớ không. Cũng tương tự đối với các giá trị còn lại, S sẽ được biểu diễn bằng phụ a nhân với b cộng với a nhân với b phụ, và nó bằng b và c nó bằng a nhân b. Mạch cộng này thì chỉ cho phép cộng hai số nhị phân một bit mà không thực hiện cộng hai số nhị phân nhiều bit. Đối với cái mạch này thì nó chỉ cho cộng một bit thôi mà nó không thể nào cho cộng nhiều bit được. Đó là và cái sơ đồ mạch logic nó được thể hiện bằng phần tử O như thế này, và đây là phần tử N. Nghĩa là A nhân với A ngang nhân với B, A so B, A so B. Đấy, phần tử này là so.